Quan sát. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với một cái lệnh, nó cũng co kéo nhưng nó không gọi là transform. Đấy. Ở đây chúng ta nhìn là một cái ảnh rất là đẹp như thế này, nhưng nó chỉ dừng lại ở mức độ đẹp ở trong cái ảnh nguyên bản thôi. Bây giờ nếu như tôi muốn đưa cái này vào, tôi đưa thêm thông tin, tôi đưa thêm các cái hình ảnh khác vào thì cái không gian này tương đối chật chội, tại vì là cái chuyển động này là nó đã chiếm hết không gian cần thiết của cái ảnh này rồi. Để mà xử lý thêm thì tôi cần phải có một cái không gian rộng hơn, nhưng trên nguyên tắc là cái khung cảnh nó cũng tựa tựa như thế này. Chúng ta có mấy cái thao tác như sau. Nếu tôi muốn làm tăng cái kích thước của cái bức ảnh lên thì thường là tôi sẽ làm vào trong menu image. Chúng ta có hai lệnh, một là image size. Image size thì khi mà tôi bật cái này lên thì nó sẽ khai báo cho tôi là kích thước của cái ảnh này đang là bao nhiêu. Tôi có thể thu nhỏ kích thước hoặc là phóng to kích thước của cái này lên được. Và ở đây các bạn nhìn thấy là nó có hai trường là chiều rộng và chiều cao. Mặc định thì nó sẽ khóa luôn hai trường này lại. Các bạn chỉ việc là thay đổi một chiều kích thước thì chiều kia nó sẽ tuân thủ theo cái tỷ lệ vốn có, nó sẽ thu nhỏ lại. Ví dụ tôi cho nó còn một nửa đi, đang từ 1800 bây giờ tôi cho nó thành 900 đi. Thì sau khi mà tôi làm như này thì cái ảnh nó sẽ thu nhỏ lại, hoặc là tôi cho nó to ra lại như cũ đúng không, 1800 đó, thì nó sẽ lại quay trở lại như cái thực gốc cũ. Như thế này thì nó mới chỉ đảm bảo cho chúng ta được ở cái góc độ là gì, thay đổi kích thước đấy, nhưng mà cái khung cảnh thì nó không rộng dài không hay là hẹp đi. Nhưng cũng còn một cái thao tác nữa, đó là khi mà tôi vào image size và tôi tắt bỏ cái này đi, tôi tắt bỏ cái khóa này đi, thì tôi có thể là tăng một cái chiều lên. Ví dụ tôi cho cái chiều này thành 3000 đi, ví dụ thế. Chiều cao vẫn thế, nhưng nó sẽ dẫn tới một cái tình trạng là hình bị méo đó. Kích thước thì thay đổi được nhưng mà tỷ lệ hình bị méo. Và thường thì chúng ta sẽ không sử dụng cái kiểu image size này, mà chúng ta sẽ làm theo một cái cách thức khác, tức là canvas size. Canvas size là gì? Bình thường thì chúng ta không để ý tới cái khái niệm đó, mà chúng ta chỉ quan tâm là chúng ta đang làm việc với cái ảnh thôi. Nhưng thực tế thì các bạn cứ tưởng tượng ra nó sẽ rất giống như là một cái ảnh và chứa trong một cái khung. Nếu như thông thường chúng ta không để ý thì chúng ta cũng không để ý đến vai trò cái khung, bởi vì là cái khung và cái khung chứa và cái ảnh đó là hai cái bằng nhau nên chúng ta không để ý. Tuy nhiên nếu như mà tôi muốn xử lý thì tôi sẽ làm bằng cách là tăng kích thước của cái tăng tăng kích thước của cái khung chứa ra là ở trong cái ngăn kéo thứ hai, ba ngăn kéo ngang đây. Chúng ta vào email và chúng ta sẽ vào lệnh thứ hai là lệnh canvas size. Ở lệnh canvas size này thì nó sẽ can thiệp vào cái khung chứ không phải là cái ảnh. Đây các bạn quan sát vào canvas size. Lúc này thì chúng ta sẽ có một cái hộp thoại mở ra cùng tên là canvas size. Ở đây nó sẽ có hai cái tùy chọn cho các bạn, một là không đánh dấu và hai là đánh dấu vào cái phần relative này. Nếu mà không đánh dấu thì nó sẽ khai báo cho các bạn là kích thước hiện tại của cái khung, và đương nhiên lúc này cái kích thước đó bằng luôn chính cái kích thước của cái ảnh chứa trong khung đó. Bạn có thể điền cái tham số vào đây, ví dụ tôi cho thằng này thành 3000 chẳng hạn, thì nó sẽ tăng kích thước của khung lên nhưng nó không đụng đến cái ảnh chứa bên trong đó. Và các bạn cũng lưu ý giúp tôi là nó có một cái mô hình ở bên dưới, nó sẽ quy định là khi mà chúng ta thay đổi cái kích thước của cái khung thì nó sẽ thay đổi về phía nào. Ví dụ tôi muốn mở về phía bên trái thì tôi sẽ đánh dấu ở ô bên phải. Ô bên phải này có nghĩa là phía bên phải này không mở ra mà nó sẽ mở ra về phía ngược lại. Đây, nhập OK. Chúng ta sẽ nhận được một cái khoảng mở rộng ra như thế này. Cái ảnh vẫn giữ nguyên kích thước, còn cái khung được mở rộng ra. Thế thì đây chính là cái cách mà chúng ta sẽ làm để chúng ta
mở cái rộng cái khung ra để mà chúng ta làm lớn cái ảnh ra. Đây bây giờ chúng ta quay trở lại với thao tác này. Quan sát khi mà các bạn mở Canvas mà cái này là ảnh background thì trước tiên các bạn cần phải nhấp nút vào đây để các bạn biến nó thành layer không đã. Việc này sẽ giúp cho các bạn sẽ có được cái phần mở rộng ra, nó là phần trong suốt và lúc mà chúng ta co kéo cái ảnh này nó cũng sẽ dễ. Bây giờ tôi thực hiện thao tác Canvas. Ví dụ tôi mở ra 3000 như vừa nãy nhá. Mở ra về phía trái thì tôi ấn vào cạnh phải để báo rằng cạnh phải là đứng yên. Đấy. Bây giờ tôi mở rộng ra nữa thì chúng ta quay trở lại cái lệnh vừa rồi chúng ta đã nói, đó là transform. Đó. Ví dụ Ctrl T. Tôi kéo đi. Ok. Đến lúc này thì nó cũng mở rộng ra theo cái khung nhưng mà lại lặp lại y xì cái lỗi vừa nãy. Có nghĩa là nội dung ảnh vẫn thế nhưng cô này bị kéo mọc ngang ra trông rất là xấu. Đó. Tôi muốn là khung cảnh rộng ra nhưng cô này không được phép là biến dạng. Có làm được không? Thì chúng ta sẽ xử lý như sau. Thay vì sử dụng lệnh transform thì Photoshop cung cấp cho chúng ta một cái lệnh tương đối đặc biệt, nó tên là Content Away Scale. Lệnh này là một lệnh tương đối mới, mãi tới tận phiên bản CS 4, CS5 gì đó nó mới xuất hiện, còn trước đó thì không có cái lệnh này. Lệnh này sẽ giúp cho chúng ta thay đổi kích thước của một cái layer hoặc một cái ảnh nhưng mà nó sẽ không làm biến dạng một số cái phần nào đó. Thông thường ở đây là chúng ta sẽ giữ để không làm biến dạng con người ở trong ảnh đấy, hoặc là một số cái đối tượng nào đó mà chúng ta muốn nó không bị biến dạng. Nếu mà là người thì Photoshop có một cái thuật toán ẩn ở trong để tự động nhận diện người và bảo vệ người ở trong khung cảnh. Tuy nhiên trong một vài trường hợp thì chúng ta vẫn cứ phải báo cho nó là đâu là vùng cần bảo vệ. Bây giờ chúng ta nhấn thử lệnh Content Away Scale này thì các bạn sẽ thấy là cái Bounding Box, cái hộp điều khiển nó vẫn hiện ra, nó bám xung quanh cái vùng mà chúng ta muốn điều chỉnh, không khác gì lệnh Transform. Bây giờ tôi kéo, các bạn thấy gì đây ạ? Khung cảnh mở rộng ra nhưng người thì hầu như không biến dạng. Thực ra cái chân này vẫn hơi bị im tí nhưng mà gần như là chúng ta thấy nó rất khác so với cái lệnh vừa nãy chúng ta làm đó. Nó mở rộng khung cảnh, nó kéo giãn một số điểm ảnh nhưng mà riêng về người do nó nhận thức được đấy là con người cho nên nó lại vận dụng cái thuật toán để nó bảo vệ. Thế còn trong trường hợp mà chúng ta cảm thấy là nó vẫn chưa hài lòng lắm về cái chuyện đó, chúng ta có thể làm một thao tác như sau. Các bạn hãy chỉ định cho Photoshop biết là các bạn muốn bảo vệ cái này. Thì bây giờ các bạn chỉ việc vẽ một cái vùng chọn bao xung quanh cái đối tượng mà các bạn muốn bảo vệ. Dùng công cụ nào cũng được, tôi không quan tâm, miễn là các bạn tạo ra được vùng chọn đó. Các bạn có thể sử dụng bất kỳ một công cụ nào các bạn thấy thuận tay nhất thì các bạn vẽ. Sau khi các bạn vẽ ra cái vùng chọn này rồi thì các bạn cần phải lưu cái vùng chọn này lại. Và thao tác lưu thì như tôi đã nói, những cái gì mà liên quan tới vùng chọn thì chúng ta sẽ vào trong menu Select, chọn lệnh Shape Selection. Ở đây nó sẽ mở ra một hộp thoại và các bạn cần đặt tên cho cái vùng chọn đó, được lưu đó. Không không chọn có được không? Không chọn cũng được, nó sẽ tự đặt tên chúng ta là Alpha Channel 1, Alpha Channel 2 tùy theo cái số lần mà chúng ta lưu. Còn ở đây thì tôi đặt tên, ví dụ như là tôi đặt tên là bảo vệ nhé, ví dụ thế. Nhập OK. Vậy thì tôi đã lưu được xong vùng chọn. Bây giờ tôi sẽ nhấn Ctrl D hủy cái vùng chọn đi và bắt đầu thực hiện cái lệnh Edit Content Away Scale. Bây giờ tôi muốn báo cho trình hình biết là cái vùng tôi cần bảo vệ ở đâu thì các bạn nhìn lên đây, nó sẽ xuất hiện thêm một cái trường gọi là trường Protect. Hiện tại bây giờ đang là 5. Các bạn chỉ việc là gì đấy, sổ danh sách ra và các bạn tìm vào cái vùng chọn mà các bạn đã lưu vào đấy để báo cho chương trình biết là cái khu vực trong đấy là khu vực phải bảo vệ đấy. Và bây giờ các bạn kéo, các bạn sẽ thấy là nó ổn hơn cái thao tác vừa nãy. Mặc dù là cái thuật toán nó đã tự động detect,
tự động tìm kiếm con người để bảo vệ. Nhưng mà có hai vấn đề, một là những cái thuật toán nhận diện không phải lúc nào nó cũng nhận diện hoàn toàn là con người trong đó. Đấy. Khi mà con người không rõ ràng lắm hoặc là chen lẫn với một số các đối tượng khác thì rất khó để nó nhận diện được hoàn toàn. Trường hợp thứ hai là cái mức biến dạng nó lớn quá, co vừa phải thôi thì nó còn tự bảo vệ được, nhưng cái tỷ lệ mà co duỗi nó lớn quá thì nó cũng không giữ hoàn hảo được. Trường hợp đó thì chúng ta vẫn cần phải viện tới cái vùng trọn, nhưng vùng trọn cũng không phải là hoàn hảo 100% nhé, nó cũng vẫn có một tỷ lệ nhất định thôi. Nếu như mà các bạn kéo vừa thôi, còn kéo quá 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 nó không thể bảo vệ được nữa thì nó vẫn bị biến dạng ít nhiều. Nhưng dù sao đi nữa thì đây cũng là một cái bước mà nó tiến bộ cực kỳ lớn. Tại vì là khi mà tôi cần mở rộng khung cảnh hoặc thu hẹp khung cảnh lại để tôi phục vụ cho một cái yêu cầu nào đó mà tôi lại vẫn muốn giữ cái đối tượng chính ở trong cái bức ảnh là điều hết sức quan trọng. Đấy. Để thay vì việc là chúng ta cứ phải vẽ một cái vùng trọn bao thật chuẩn lấy con người đấy, ta tách nó ra thành một layer, đúng không? Sau đấy thì tôi mới kéo rồi tôi mới dập xóa lên rồi tôi gắn lại cái thằng người mà đã được tách thành layer riêng đấy vào để cho nó không bị biến dạng. Thì đây là một cái bước tiến cực kỳ ghê gớm. Mà không chỉ là cái chuyện là mở rộng đâu nhé, thu hẹp lại có được không? Đây bây giờ chúng ta xem thử. Và mở rộng lên trên có được không? Mở rộng lên trên thì các bạn cũng làm tương tự như thế thôi. Đây, các bạn quan sát canvas size này. Bây giờ không phải là 1.200 nữa, tôi cho nó 2.000 đi. Không? Và tôi cho nó là lên phía trên, mở rộng lên phía trên. Đấy, thì chúng ta lại có cái vùng trống ở trên. Bây giờ tôi lại tăng thêm nhá. Ví dụ như là chúng ta có thể là kéo nó lên nữa đi. Edit này, Content Away này. Đó, và tôi lại bắt nó bảo vệ người. Đó. Thì các bạn sẽ thấy, nhưng mà đây này, trường hợp như này thì sẽ rất khó tại vì cái tỷ lệ nó biến quá lớn. Đấy, trong một trường mực nhất định thì nó sẽ tạm bảo vệ được. Thường là cái chiều cái chiều biến dạng thì nó sẽ có một cái giới hạn nhất định thôi. Đấy. Thường thì như thế này, nếu mà các bạn để ý thì cái này của tôi nó rất là lớn, nhưng mà cái này thì mình sẽ phải dùng cái phương pháp xử lý khác đi một tí. Tức là mình tạo thêm một cái layer, mình chọn cái màu mà cho nó giống với lại cái màu này. Đấy, và mình tô. Đấy, edit fill. Lấy màu thì đây, tiền cảnh. Đưa xuống dưới. Đến lúc đấy thì chúng ta sẽ thấy là nó bị lẫn vào nhau. Đấy, và tất nhiên là sẽ có một số các kỹ thuật nữa, nhưng kỹ thuật đấy thì nó phức tạp hơn, các bạn chưa biết. Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng cái cách như thế này, tức là chúng ta tạo ra một vùng trọn, chúng ta đã biết tới feather rồi đúng không, thì tôi sẽ dán một cái feather nó lớn lớn một tí, ví dụ 50 hay 100 pixel gì đó, và sau đó thì tôi sẽ làm cái thao tác là tôi xóa bớt một cái tí gì ở phần trên này đi để cho nó mềm cái biên, để lúc này cái trên cái dưới nó lẫn vào nhau thì nó sẽ không nhìn thấy được cái vệt này nữa. 50 trong trường hợp này vẫn hơi ít, chúng ta có thể làm lớn hơn. Đấy, 100 chẳng hạn. Tại vì đây là toàn tính bằng số nghìn mà, pixel mà. Select Modify Feather 100 đi. Đấy thì các bạn sẽ xóa bớt. Quá rồi. Bắt đầu xóa màu khăn rồi. Đấy. Đến đây thì các bạn sẽ gần như không phân biệt được cái đoạn trên đoạn dưới nữa, thì nó sẽ lẫn vào nhau. Tất nhiên là chúng ta sẽ có những cái võ khác về sau này, kỹ thuật cao cấp hơn thì nó sẽ làm tốt hơn, nhưng mà với cái kỹ thuật mà chúng ta đã biết, tức là dán feather, thì chúng ta cũng đã làm được cái phần như thế này rồi. Đấy, thì đây là giãn nhé. Bây giờ chúng ta xem trường hợp khác là thu. Đây, bây giờ chúng ta tìm một cái ảnh khác đi. Đây, ví dụ tôi lấy cái ảnh này đi. Đây cũng là một cái ảnh tương đối đẹp. Nhưng mà với cái khung cảnh này, bây giờ đang cái ảnh của chúng ta đang là chiều ngang. Đó, ảnh của chúng ta đang là chiều ngang. Bây giờ tôi thích cái ảnh này và tôi muốn là đem nó ra để làm một cái bìa tạp chí đi. Mà bìa tạp chí thì hầu hết là các bạn thấy là nó khổ dọc. Đó. Cái ảnh này rất đẹp với cái khổ ngang như thế này. Nhưng nếu mà lấy khổ dọc, lấy một cách bình thường thì chúng ta sẽ cắt bớt đi. Nhưng cắt bớt đi thì rõ ràng cái khung hình này nó bị thay đổi, những cái đối tượng ở bên trong này nó thay đổi, nó bị
bỏ bớt đi một số thứ. Tôi thì tôi vẫn muốn là lấy tất cả. Nhưng nếu mà lấy tất cả như thế mà chúng ta lại co nó lại một cách thông thường thì rõ ràng là nó sẽ bị méo hình. Đây chúng ta quan sát thử background này. Ok, bây giờ tốt nhất là tôi nhân bản một cái layer lên để chúng ta so sánh với lại cái ảnh gốc ở dưới, đúng không? Lệnh Ctrl+T thu lại, ví dụ khổ dọc như thế này thì các bạn nhìn thấy nếu so sánh nó với cái thuyền dưới này, thuyền này thì cái thuyền này nó rất xấu tại vì nó bị méo về hướng, bị méo về hình. Thế thì bây giờ tôi vẫn muốn là giữ cái khung cảnh thiên nhiên ở xung quanh. Khung cảnh thiên nhiên thì nó dễ ở cái chỗ như này, chả ai bắt bẻ được tại sao cái sông nó lại thế này, cái cây nó lại thế kia, cái núi nó lại thế nọ, nhưng cái thuyền là một cái vật mà do con người làm ra, hình dạng nó thì chúng ta cũng có thể nắm được, cho nên chúng ta cũng sẽ thấy rằng là đẹp hay nó xấu, đúng hay nó sai. Thế thì trong trường hợp này thì chúng ta sẽ làm theo cách mà chúng ta đã từng làm ở đấy, có nghĩa là hãy sử dụng một công cụ tạo hình chọn bất kỳ, các bạn vẽ bao xung quanh cái đối tượng mà các bạn muốn giữ tỷ lệ, đúng không? Sau đó thì các bạn cũng vào select shape. Đây, nếu mà tôi không đặt tên thì nó sẽ đặt tên là alpha 1, alpha 2 nhé. Này, bây giờ hủy vùng chọn đi và tôi sẽ sử dụng lệnh như vừa nãy, đó là lệnh Continue Away. Bật cái chế độ này lên và tôi thấy thằng alpha 1 chính là cái vùng chọn đã lưu mà tôi không đặt tên. Đấy, bây giờ tôi co lại. Các bạn sẽ thấy nó có một cái sự thay đổi rất là dữ, đó là khung cảnh thì nó vẫn giữ được tổng thể là vẫn có từng đấy núi, từng đấy cây, đúng không? Và nó bị thu hẹp lại. Tất nhiên là khung cảnh xung quanh thế là có biến dị, nhưng mà cái điều quan trọng nhất, cái mà duyên nhất ở trong cái này là cái thuyền, thì tôi vẫn giữ được cái tỷ lệ nó. Chúng ta có thể kiểm tra thử một tí xem là nó có bị biến dạng hay không. Đây, thì chúng ta lại trao đổi thêm về một khái niệm là khái niệm opacity. Bình thường ra một cái layer nếu mà chúng ta không can thiệp gì vào thì nó sẽ mặc định là opacity là 100%, có nghĩa là layer trên là đục và không thể nhìn thấy được layer bên dưới nếu như nó che bên trên. Nhưng nếu mà chúng ta giảm opacity xuống thì chúng ta sẽ thấy là cái lớp ở trên nó sẽ trong và chúng ta nhìn thấu được xuống cái layer bên dưới. Ví dụ như một tờ giấy các bạn đánh rơi một giọt dầu ăn vào chẳng hạn, các bạn sẽ thấy nó trong veo ra, nhìn thấy được trang đằng sau, đúng không? Hoặc nhỏ nước vào nó ẩm thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy. Trường hợp này nó cũng gần gần như vậy. Thế thì cái tham số này các bạn có thể điều chỉnh từ 0 cho đến 100. 0 thì là trong suốt, không nhìn thấy gì nữa, mất tích luôn. Đấy, còn 100 thì là đặc và chúng ta nhìn thấy được các thứ bên dưới. Thế còn tham số bắt đầu dưới 100 thì bắt đầu mờ 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 mờ, bắt đầu nhìn thấy xuyên qua dần. Thì các bạn có thể sử dụng cái lệnh này để các bạn làm trong bớt một cái layer đi. Các bạn có mấy cách như sau: một là sổ danh sách ra và kéo con trượt; hai là các bạn chọn bôi đen cái tham số trong này và các bạn gõ một tham số, ví dụ 50% chẳng hạn. Trường hợp thứ ba là các bạn đặt trỏ chuột lên trên cái chữ này, các bạn sẽ nhìn thấy cái biểu tượng của trỏ chuột nó biến thành cái ngón tay đang muốn di sang phải sang trái thế này. Giữ chuột, kéo sang phải là tăng, kéo sang trái là giảm. Đây là cách thứ ba. Còn cách thứ tư là các bạn hãy chọn layer và sau đó các bạn gõ phím ở trên bàn phím. Cứ theo quy tắc này cho tôi: 0 là 100%, 9 là 90%, 8 là 80%, cứ thế mà diễn. Thế còn ở dưới 10, các con số lẻ như thế thì các bạn buộc phải gõ. Hoặc là nếu như con số mà nó không phải là chẵn theo kiểu là 10%, 20% thì các bạn có thể gõ liên tiếp hai tham số. Ví dụ tôi cần một cái tham số là 35%, tôi gõ 3, 5 trên bàn phím thì nó sẽ chuyển cho tôi thành ra là cái độ trong đục như thế. Thế đến đây, khi mà tôi đã làm trong đục như thế rồi thì các bạn sẽ quan sát thử nhé. Tôi sẽ kéo thử cái layer phía trên cho nó trùng vào với lại cái layer phía dưới, xem hai cái thuyền thuyền trên thuyền dưới nó có khớp vào với nhau không. Tôi sử dụng phím mũi tên để tôi dịch nha. Đấy, khớp hoàn toàn luôn, không lệch đi pixel nào, mặc dù cái chiều ngang của nó chỉ còn độ khoảng có một nửa thôi, đúng không, so với cái ảnh gốc. Đấy, khi mà tôi bóp cái đó lại để tôi làm cái ảnh dọc để tôi xử lý cái bìa sách, bìa tạp chí, thì cái khung cảnh ở trong thì nó bị thu lại, nhưng mà cái thuyền nằm trong đó do chúng ta đã sử dụng cái lệnh bảo vệ ở trong cái lệnh container way scale, thì các bạn thấy rằng là nó vẫn giữ nguyên được cái đối tượng mà chúng ta muốn bảo vệ, trong cái khung cảnh ở xung quanh thì nó thay đổi.
Thì đấy là một cái lệnh hết sức là lợi hại mà Photoshop nó cung cấp ở các phiên bản gần đây. Đấy, còn trước trở về trước CS3 là không có cái lệnh này. Thì các bạn có thể là lấy một cái ảnh bất kỳ, đấy cứ lên Google bạn search lấy một cái ảnh mà trong đó có một đối tượng nào đó, ví dụ một cái cây hay là một người ở giữa đồng, cánh đồng chẳng hạn, hay là tương tự như vậy, các bạn có thể mở rộng khung cảnh, thu hẹp cái khung cảnh lại. Và trước đó thì hãy thử nghiệm cả hai phương án nhé. Một là phương án nếu mà là người thì các bạn thử co kéo thử xem mà không vẽ ra vùng chọn để xem nó detect, nó tự nhận diện được người đến độ như thế nào. Còn nếu như mà nó nhận diện được rồi và nó tự bảo vệ được rồi thì thôi. Còn trường hợp mà chúng ta thấy là kéo mà nó bảo vệ được một phần thôi vẫn méo, thì lúc đấy chúng ta hãy vẽ thêm cái vùng chọn và chúng ta sử dụng vùng chọn đó như là một cái chỉ định cho chương trình biết là chỉ định bảo vệ cái nào.